Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì theo như cái lời hứa lần trước thì mình cũng đã nói với các bạn thì mình có quay lại con thác để quay thêm cho các bạn xem những tầng cao hơn ấy. Thì hôm nay mình đã có mặt ở đây và mình sẽ quay trở lại đây các bạn. Đấy, thì tiếp tục cùng mình đi khám phá các bạn nhé. Ngay dưới chân tôi này, cái con cua này rất là hay nhé các bạn nhé. Và trước kia nó vừa lũ xong ấy thì hôm nay nó lại ra đấy, mình chuẩn bị lại có một món gọi là món cua nướng ấy. Đấy, lần trước là mình gặp nó ở đoạn này cơ, nhưng mà lần này là con khác nhé các bạn nhé, không phải là con đấy thì bị mình thịt rồi đấy. Nói chung là vấn đề nó ở đấy thôi, nó rất là nhiều loại. Đây, bây giờ cũng chiều tối rồi cho nên là nó hơi u ám một chút. Nó đang nhìn mình với các bạn với một cái tư cách là tư thế phòng thủ rất là cao. Bây giờ mình sẽ xuống bắt nó luôn nhé. Đó. Xem nó được không? Đây này các bạn này. Ai ai nó kẹp. Đấy. Con này kẹp rất đau nhé các bạn nhé. Càng này. Kít. Như gì luôn. Nếu mà kẹp thì tôi nghĩ là cũng phải mất miếng thịt đấy. Không đơn giản đâu. Mình thử soi quanh quanh xem là còn con nào không nhé các bạn nhé. Bởi vì mới mưa xong ấy thì nó ra kiếm ăn rất là nhiều. Bởi vì những cái con mà nó ở bên trên ấy thì nó sẽ bị trôi xuống đây. Và ở dưới này thì sẽ được cộng dồn thêm là số lượng cua và số lượng sinh vật nhé các bạn nhé. Cái này có phải mắt thường không thể nhìn thấy được các bạn. Mình nhìn ở trên cái mặt nước ấy thì nó rất là sóng sánh, mình khó nhìn các bạn. Và máy quay nó sẽ nhìn rõ hơn một chút. Tiếp theo video mình sẽ tiến đến cái đoạn kia. Mình sẽ men theo cái vách đá này tiến lên trên này. Đấy. Ui, tí ngã. Tuần mất cái dép rồi. Đang đi bị tuột dép các bạn, rất là nguy hiểm luôn. Ở đây đá rất là trơn. Đá rất là trơn nguy hiểm luôn. Tôi nghĩ là đấy, bây giờ mới lên đến tầng hết tầng thứ ba thôi. Mình sẽ đi soi qua nhé các bạn nhé. Soi qua ở cái khu này có cái lá nó rất là thơm. Cái lá này này nó là thuốc các bạn ạ. Nhưng mà nó chỉ mọc ở những cái chỗ nước mát thôi. Đấy. Trên này là rất là hay có cua nhé các bạn nhé. Theo như dự đoán và cảm tính của mình là có cua đấy. Nhặt nhạnh sau những cơn lũ ấy. Thì ở đây là cách đây 2-3 ngày ấy. Thì dự báo thời tiết rất là khắc nghiệt. Mưa to ầm ầm. Đấy. Lũ này, cây này, trôi dạt hết sang một bên này. Đấy, nó theo cái đường này nó dạt hết sang một bên. Ở đây vẫn còn mắc vác này các bạn này. Đấy. Và mình sẽ chú tâm vào video hơn, mình sẽ không đi tìm con cua đấy nữa. Đấy, lần trước mình hẹn các bạn là ở cái khu vực này này. Và mình có bảo là vào một ngày sớm nhất. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ đến đây mình cho các bạn xem. Cái chỗ này lần trước là nước rất là ít nhá. Hôm nay là do nước lũ nó tăng lên cho nên là nó cao được như thế này này. Đấy. Chứ không phải là tự nhiên mà nước nó nhiều như thế này đâu. Đây này. Ở đây mình có thể là soi thấy cái tầng kia là tầng thứ 6 nhá. Đó.
tôi bảo các bạn ấy, hẹn các bạn video lần sau là cái chỗ giữa màn hình nha các bạn nhé. Đấy, và tôi sẽ phải vượt lên cái đoạn kia, cái đoạn có cái lá kìa, leo qua đây. Xong là để lên được đây ấy thì tôi phải đi đường rừng này. Không có đường đâu, tôi phải trèo như người nhện luôn. Đấy. Có những con tép này các bạn, con này con tép nó đốm cay đốm đỏ này, đó, nhìn rất là hay luôn. Đấy. Thực ra cái này là ở trong góc chỗ này cũng có con cua đấy, không biết là các bạn có biết không, nhưng mà tôi nhìn thấy rồi. Tôi sẽ bắt nó. Ui ui, nó chạy mất rồi. Được rồi. Ê ê ê, kẹp. Nó định tẩu thoát các bạn ạ, nhưng mà rất là khó. Ai chà. Được rồi. Rất là bé các bạn ạ, nhưng mà kẹp đau lắm. Bé bằng này thôi nhưng mà nó kẹp tôi rất là đau luôn. Đấy. Là được hai mạng nhé, tôi sẽ cho vào cái túi đỏ này, tôi đeo gần người này. Đấy. Sau khi tôi bắt con cua xong thì tôi sẽ là đi tiếp tục cuộc hành trình lên lên những cái con thác tiếp theo để tìm hiểu sâu hơn về nó. Đi rất là khó. Đây này, nước lũ này các bạn. À, lại có con cua này. Đấy. Nước lũ xong nha các bạn nhé, những cái sinh vật con cua bé bé như thế này này. Đây, như các bạn nhìn nhé, nhìn kỹ nhé. Sói mòn đất cát rất là nhiều. Đấy. Và con này đang bị lạc, tạm thời đang bị lạc ở đây nhé. Đấy. Và mình sẽ bắt luôn. Ê, ê, tuyệt thôi. Lại được thêm con nữa là con cua thứ ba. Tại sao các bạn lại biết tôi là chuẩn bị trước cái túi? Bởi vì là tôi là rất là hiểu rõ về địa hình rồi ấy. Cho nên là tôi sẽ cầm theo để phòng bị, ví dụ đựng con rắn gì đó. Nhưng mà nói đùa đấy thôi. Con rắn thì tôi nhìn là tôi chạy luôn, tôi sẽ không bắt đâu nhé các bạn nhé. Rất là nguy hiểm. Không thể bắt trước. Không thể làm theo con những người có kinh nghiệm được. Mình chưa có kinh nghiệm gì. Cho nên thôi, mình quyết định là chọn cách là rút lui và chạy trốn. Tôi vừa đi vừa ngó những cái con, ví dụ con cua, đa số là con cua nhé. Còn con cá thì tôi cũng không mang đồ nghề đi, cũng không không thể nào bắt được. Đấy. Còn con rắn thì là tôi phải chạy rồi. Đây các bạn nhìn này. Lên trên này nó mới có tí nắng này. Ở dưới kia rất là âm u nhé. Bởi vì ở trên này là cái cây ấy, cây họ phát hết rồi. Cho nên là nó không thể che được. Tôi sẽ đi đi lên. Tôi phải cái đoạn này nó không có cái gì đặc sắc ngoài những cái vết đất họ cẩu xuống, nó trôi dạt về đây, nó ùn động đấy thì nó cũng không có gì đặc biệt đâu. Đây này, nhưng mà tôi phải công nhận một cái điều thực sự là nước ở đây chỗ nào cũng có thể uống được đấy. Uống thì không thể là chết người được, nhưng mà ai bụng yếu thì vẫn bị đau bụng. Tôi có thể là soi qua chỗ này xem có cái con bót nào không. Đây này, có một con này các bạn. Tôi nhìn thấy rồi, nó đang nấp tôi. Tôi sẽ bắt cho các bạn xem nhé. Nhìn nhé. Ai chà. Ê, nó cắn á. Ê. Đấy. Ê, cắn á. Cắn đầu quá rồi.
Tao xin xin xin. Mày chết bị lừa rồi con. Đấy. Tôi sẽ theo dõi tiếp. Kia. Ở kia thì có con ếch. Nó đang chạy trốn tôi. Nhưng mà thôi, tôi cũng tha cho nó thôi. Bởi vì đối tượng của tôi nhắm đến là không phải con ếch. Và con này tôi sẽ để cho nó phát triển. Khi nào lớn thì tôi sẽ bắt sau. Cả cái vũng nước này cũng không thấy có con gì. Tôi nghĩ là đi qua cái rơi của nó ra để chơi rồi. Cho nên là thôi, mình cũng không có cái gì để nói tiếp cả. Thôi, chào tạm biệt cái vũng nước này nhé. Ngày trước ở đoạn này ấy, thì nó rất là tự nhiên, nhưng mà sau khi người ta là những cái đồi này, đấy, nước đất cát nó chảy xuống, nó làm nhiễu loạn một số hệ sinh thái của cái dòng chảy này. Này là do sự phát triển của xã hội thôi. Một điều này cũng rất là tiếc, đánh đổi được cái đường đi, và mình sẽ mất về giá trị về thiên nhiên, tự nhiên ấy. Đấy, để tự nhiên hơn. Đây. Thì tôi sẽ phải bơi qua, bình thường thì tôi sẽ phải bơi qua cái chỗ này. Đấy. Ngày trước ở đây rất là trong suốt ấy, nhưng mà bây giờ là có thêm đất nữa rồi. Ở dưới này rất là nhiều cát. Đấy. Nó xanh như cái chỗ này này. Nước nên là phải uống nhiều. Phải uống 3 ngụm nó mới đã các bạn ạ. Khi mà tôi ấy di chuyển cái đoạn búi này đi qua đây này, không phải bơi nhé các bạn nhé. Đấy. Thì tôi lên đây đập vào mặt tôi sẽ là một đại ca boss. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy. Rất là to. Tôi sẽ tiến hành là đi thật chậm là để bắt cái con boss này. Nó đang nhìn tôi đấy các bạn. Ê, cắn, đau. Rất là hay nhé. Khi mà tôi bắt được cái con này tôi rất là vui. Đấy. Tôi thì là nắm được cái thông tin với cái giờ giấc của nó đi làm việc rồi. Cho nên là tôi đi giờ này rất là hợp lý luôn. Đi giữa trưa thì đều không gặp nha các bạn nhé. Đấy, thành viên này cũng rất là to. Và tôi sẽ cho vào cái túi này. Cái túi đỏ tôi mang theo bên mình. Cái dòng chảy này ấy, có một cái điều đặc biệt đó là nó không chảy thành rãnh mà nó sẽ so le nhau từng hòn đá. Có nghĩa là chỗ nào nó chảy được thì nó chảy thôi. Nó không cố định đâu. Như kiểu cái con đường của mình đi các bạn, nó phải cua ngoằn nghèo, chứ không phải là nó đi thẳng tuột một cái xuống được từ dưới kia đâu nha các bạn nhé. Tôi sẽ phải là vượt qua cái búi mây này để đến được cái khoảng khắc gọi là chùm cuối nha các bạn nhé. Rất là mát. Ê. Đừng. Cái dây mây này nó làm cản trở tôi này. Có nhiều cái gai mà nó móc quay lại các bạn. Đấy này. Đây này. Cái này nó móc tôi cái loại. Chứ không phải là tôi muốn dừng lại đâu. Tôi sẽ đi lên trên để khám phá cái chùm cuối của mình. Chùm cuối của cái con thác này. Thực ra là cũng không phải là cuối đâu, nhưng mà nhìn nó hùng vĩ nhất đấy. Trên này thì tôi cũng không hy vọng là bắt được cái con gì cả. Bởi vì tôi cần là cái chất lượng hình ảnh và phim nhé các bạn nhé. Đấy, cho nên là tôi cũng không chú tâm là
đi đánh bắt đâu. Nếu mà các bạn thích thì các bạn thích tôi đi đánh bắt đấy, những cái con sinh vật nó ở đây ấy, thì là các bạn hãy bình luận ở bên dưới video và để tôi làm riêng một video để đi bắt đấy, kể cả ban đêm luôn. Nhưng mà ban đêm ở đây tôi đi là tôi rất là sợ, phải có đồng đội thì tôi mới dám đi các bạn đấy. Ở trên này đây này các bạn này. Đấy, ở kia nó có từng tầng đá một nhé, chứ không phải là tôi sẽ di chuyển lên xem nào. Nước nước đây hiện tại nó vẫn đang là lũ nhé, nhưng mà lũ ở đây là lũ nước trong, có nghĩa là nhiều nước hơn chứ không phải là như các bạn nghĩ là lũ là cứ phải nước đục. Không, không hề có nhé, lũ là phải có nước trong nhưng mà nó nhiều hơn đấy. Đây là mùa này là mùa nước cho nên là nó đang nhiều nước. Ở kia tôi cũng đang thấy một con cua này đấy, có khả năng là các bạn nhìn không rõ đâu nhưng mà tôi nhìn mắt thường nó rất là dễ luôn, nước nó sóng sánh. Tôi sẽ bắt thử xem nó có được không. Được rồi này các bạn này, rất hay. Tôi thì cũng không chủ định là đi bắt con gì đâu, nhưng mà có thì mình không bắt thì nó cũng hơi phí các bạn ạ. Đây này, nó cũng gồ ghề lắm. Nước hiện tại ở đây nó đang là buổi chiều nên là nó rất là u ám. Đấy, nước nó sẽ chảy đi qua những hòn đá. Đây này, ở đây cũng có một cái dòng nước nhỏ nó chảy ra nữa. Những dãy cây. Tôi sẽ phải đi. Khi mà tôi đi này, tôi cũng rất là ghê vào những cái con rắn, giẫm vào những cái con rắn. Còn nó nằm đợi sẵn mình ở đấy để mình, nó chỉ cần là đợi mình động vào nó trước là nó chơi mình. Tôi cũng rất là nguy hiểm, thấy nguy hiểm với những cái thằng thành phần đấy, đấy. À, từ cái đoạn này các bạn, các bạn nhìn này, nước rất nhiều nhé. Đây này, đấy, sau tôi là một cái mương, như kiểu cái mương ấy, nhưng mà thực ra là nó chẻ đôi hòn đá ra để nó chảy cái dòng nước đi qua ấy. Đây nhé, đây này, đấy, nhìn bình thường thì nó là một cái con suối thôi, nhưng mà nhìn các bạn nhìn bên này là đá nhé, đá cứng ép 100%, bên kia cũng là đá, đấy, tôi để quay rõ các bạn nhìn, đấy. Nó chảy đôi hòn đá ra. Đây này, đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ở trong tận sâu trong kia kìa, nhìn như kiểu một cái hầm ấy, rất là tối tăm luôn. Tôi sẽ đi lên lên trên nhé. Thì tôi thấy là đi ở cái đường này ấy, nhưng ở cái đường mà tôi phải chỗ như thế này ấy, rất là thì nó rất là khó luôn. Đấy, bây giờ là 5 giờ chiều nhá, ở ngoài trời kia vẫn nắng to đùng mà tôi vào đây nó rất là u ám. Đây này, đây là cái búi nứa nhé các bạn nhé, tôi cày cho các bạn. Ở trên đầu tôi rất là nhiều cái cây nứa với cây, gió thổi gãy rạp hết xuống. Đấy, ở đây thì có cái khe nước chảy, ở đây nhìn rất là bình thường nha các bạn nhé. Đấy, nhưng thực tế không như các bình thường đâu. Đấy, chỗ này bắt đầu xoáy dần này, không là nó xuống dưới kia.
Đấy. Tôi sẽ đi lên trên này. Tôi phải lên được cái trên. Đi hết cái đoạn đồn đường khổ khổ này đi là lên được cái chỗ là đẹp, view rất là đẹp. Đấy, như ở đây tôi đã bắt đầu nhìn thấy đẹp rồi này. Đấy, nó chạy đôi hòn đá ra kìa. Đấy, nước nó bắt đầu chảy xuống kia. Xuống nước kia, nó ra đây. Đây nhé các bạn nhé. Cái đoạn lúc nãy mình lên này, mình soi từ trên xuống cho các bạn nhìn. Đấy, nó kẻ đôi hòn đá ra giữa hai bên nhé. Đấy. Tí lên trên kia mình sẽ cho các bạn xem toàn cảnh. Mình sẽ đứng ở hòn đá kia mình dọi xuống nhé. Đấy. Nước nó chảy. Đây có phải, đây là nó chảy giữa một hòn đá nhé, nó tách ra làm hai bên đấy. Chứ không phải là ở dưới kia là đá thôi chứ không phải là đất. Nước nó chảy bao nhiêu năm tháng thì lên đi xuống suốt. Đây này, tôi lên đây cũng có một cái vũng nước này, nước lũ mới có nhé. Tôi thử soi xem ở đây có con ếch nào ngủ quên ở đây không, hay con cua nào nó lại đi thất lạc ở đây không ấy. Thực ra là ở đây nó tối như thế này thôi nhưng mà ở ngoài kia nó vẫn nắng to nhé, chứ không phải là ở đây tôi đi quay cho các bạn xem là quay buổi tối cũng không phải. Đây, cái chỗ đầu tiên tôi soi cho các bạn này, nước đấy xong là chảy đây. Ở cái đoạn này ấy thì nó cũng không có cái đoạn mà chảy cao cao đâu đấy, nó chảy lên đây. Ở trên này cũng có một cái nhỏ nhỏ nữa này, nó tích tụ ở đây một cái vũng rất là to. Đây, tôi sẽ lên trên kia tôi soi quay cho các bạn. Đấy. Nếu mà muốn nhìn thấy ánh nắng mặt trời ấy các bạn phải vượt qua cái con thác trên kia. Trên kia kìa. Đây xin giới thiệu với các bạn nhé. Đây là chùm cuối. Cái thác này là thác đẹp nhất. Còn bên trên kia rất là nhiều thác nữa. Để cho mình cho các bạn xem này. Con thác cuối đấy rất là cao. Trên kia muốn nhìn thấy ánh nắng là phải trên kia nhé. Trên kia hiện tại vẫn đang nắng to nhé, ở dưới này đã bị che lấp rồi. Đấy. Và tình trạng ở cái con thác này ấy, thì lúc nào cũng có gió. Nhìn này các bạn nhìn thấy mấy cái cây kia không? Lúc nào nó cũng như thế luôn nhé, nó không bao giờ ở yên. Đấy. Con thác này nó rất là cao đấy, nó chỉ như thế này thôi nhưng mà để mà vượt qua nó nhé các bạn phải đi qua cái này này. Đấy, đấy bên kia nhé các bạn nhé. Thank you.
Trước khi kết thúc video ấy thì mình có lên cái chỗ này để mình tổng kết là cái hôm nay đi săn, đi khám phá được những con gì. Đây nhé các bạn nhé, nhìn kỹ này.